Xin chào các bạn, AK Shop gửi bạn video giới thiệu dòng xe Avlux đời từ 2013 đến 2016. Đời mà hai chỗ đèn là hai gương cầu như các bạn thấy trên video này. Với phần đờ mi nâng cấp họa tiết Audi 64 nét tông lốc, cùng với bản nâng cấp Audi A9, cùng với phần gương cầu là hiệu ứng đèn dòng Angel Eye và DVA ngay gương cầu zin. Như bạn thấy đây là hai phần gương cầu sẽ có thêm hiệu ứng đèn vòng bên dưới là xanh dương cùng với mắt quỷ màu đỏ. Phần bên trên ngay hai cái xi nhan. Như mình đã nói đây là phần họa tiết Audi cùng với 64 nét tông lốc cùng với bản nâng cấp Audi A9. Thì Audi A9 các bạn cũng đã biết, mình đã giới thiệu cái dòng sản phẩm Audi A9 này cũng khá lâu rồi. Từ khoảng 2018 giờ. Thấy tới thời điểm mình làm video này là 2019 rồi. Thì cái phần Audi A9 này là nó hoạt động được nhiều màu và nhiều hướng kèm theo đèn. Và một bộ đèn sẽ luôn luôn có tặng kèm cho bạn hai công tắc LED như thế này. Hai công tắc LED dùng để điều khiển phần màu sắc, điều khiển chuyển chế độ hiệu ứng sang đờ mi hoặc từ đờ mi sang ứng, hoặc chuyển những hiệu ứng khác nhau, và một công tắc dùng để đổi tốc độ chạy. Phần Audi A9 như mình đã nói là bạn đổi màu được chế độ đờ mi nè, đổi được màu được chế độ xi nhan, phần thắng và phần hiệu ứng. Bây giờ mình sẽ trả bộ đèn về chức năng đờ mi trước đứng im, rồi mình sẽ giới thiệu các bạn từng chức năng một nha. Để bây giờ mình cho kỹ thuật đổi trả đèn về hiệu ứng đờ mi bình thường trước. Rồi, đây là mở đờ mi là sao, là công tắc đèn ở nước đầu tiên gọi là đèn đờ mi. Còn đèn chiếu sáng bên trong hai cái gương cầu là đèn cốt pha vẫn bình thường. Các bạn muốn sử dụng là bóng zin, là bóng halogen sáng vàng cũng được, tùy các bạn. Hoặc các bạn muốn đổi sang bóng led để cho ánh sáng trắng thì tùy. Bóng led thì ưu điểm là nó sẽ ánh sáng mạnh hơn so với bóng halogen, không tỏa nhiệt cao trong chỗ đèn và nó sáng mạnh hơn rất nhiều. Màu của ánh sáng led, ánh sáng phát ra của bóng led thì cũng có màu trắng hoặc màu vàng để các bạn chọn. Tất cả những chức năng cơ bản của Audi A9 bao gồm chức năng khởi động nè, rồi chức năng đờ mi, xi nhan thắng và phần hiệu ứng. Bây giờ khởi động, bây giờ mình sẽ tắt điện trước đó, rồi mình mở lại. Đây là phần khi khởi động nha các bạn. Rồi khởi động xong là sáng đèn đờ mi. Rồi bây giờ sáng đèn đờ mi, mình sẽ chuyển đổi màu đờ mi với bạn xem nè. Các bạn muốn chuyển màu ở chế độ nào thì các bạn sử dụng công tắc LED đổi màu, các bạn nhấn một lần buông ra là các bạn đổi màu. Bây giờ phần đèn Audi đã đổi màu nha các bạn. Và lưu ý là phần họa tiết đèn là các bạn tùy chọn. Cái phần màu sắc, xin lỗi, cái phần số lượng bóng halo là các bạn tùy chọn, và màu sắc của bóng halo là tùy chọn. Chỉ có cái phần màu là theo A9 là đổi được nhiều màu. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đổi màu ở chế độ đờ mi. Thấy chưa? Đờ mi vừa đổi màu xanh dương nè, màu tím nè, màu xanh ngọc nè, màu trắng nè, màu đỏ nè, màu xanh lá nè, màu vàng. Rồi, đó là 7 màu cơ bản. Đổi tiếp. Đổi xanh lá. Rồi bạn thấy rồi ha. Và sẽ có 7 màu cơ bản ở chế độ màu của phần đờ mi. Rồi bây giờ mình thử xi nhan cho bạn xem. Mình kích dây xi nhan nè. Rồi bây giờ xi nhan đang xanh dương đúng không? Chạy chậm quá. Ok, mình chỉnh tốc độ chạy nè. Mình sử dụng công tắc LED còn lại mình đổi tốc độ chạy. Nhấn giữ là cái phần tốc độ sẽ thay đổi. Tiếp nữa, càng nhấn các bạn sẽ thấy nó chậm dần. Sau khi hết chậm nhất có thể nó sẽ trả về nhanh. Rồi, rồi bây giờ mình cho bạn xem đổi màu chế độ xi nhan luôn. Sử dụng công tắc LED đổi màu, nhấn vào. Và thấy rõ ha, đây mình đổi màu xi nhan nè. Tiếp nữa nè, đổi tiếp. Tiếp nữa, nó có 7 màu cơ bản nha các bạn. Rồi, đây xi nhan mình để màu tím như bạn đi, các bạn muốn chọn màu nào cũng được. Rồi xi nhan phía còn lại luôn. Rồi bạn thấy rõ ha. Rồi bây giờ mình tắt xi nhan đi. Mình thử tín hiệu thắng nè. Đây là các bạn thắng tay, thắng bên trái bên phải cũng được. Lưu ý là khi chọn xi nhan màu gì thắng là màu đó, và các bạn chọn thắng màu gì xi nhan cũng là màu đó. Bây giờ phần thắng đang là màu tím giống như xi nhan hồi nãy. Bây giờ mình chọn tốc độ cho bạn xem thử nè. Thử tốc độ ở phần hiệu ứng thắng. Rồi các bạn thấy rõ ha, mỗi lần nhấn là tốc độ nó giảm dần. Sau khi giảm nhất, giảm chậm nhất có thể rồi, nó sẽ trả về tốc độ nhanh nhất. Tiếp nữa. Rồi tiếp nữa. Tiếp nữa. Rồi bạn thấy à, sau khi chậm nhất có thể sẽ trả về nhanh. Rồi, mình buông thắng ra tự động trả về đờ mi. Vừa rồi là mình giới thiệu về cái phần đổi màu chế độ đờ mi, chế độ xi nhan và chế độ thắng, cũng như là tốc độ chạy trên phần xi nhan, tốc độ chạy trên phần thắng. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem phần hiệu ứng. Thì như mình đã nói là cái phần A9 nó sẽ có 7 màu cơ bản và khoảng 10 cái hiệu ứng kèm theo. Hiệu ứng là như thế nào? Là đèn sẽ chạy được nhiều kiểu chứ không phải đứng im như thế này. Đứng im là chế độ đờ mi.
Bây giờ các bạn muốn chuyển từ đời mây sang hiệu ứng đúng không? Các bạn sử dụng công tắc LED đổi màu, các bạn nhấn giữ, đợi đèn chớp một lần các bạn buông tay ra. Bây giờ lưu ý nha, nhấn giữ luôn nè, đợi đèn chớp một lần buông tay ra. Thấy chưa? Là đổi sang hiệu ứng. Đó. Bạn rõ ha, mình đổi hiệu ứng mới nè. Muốn đổi sang hiệu ứng mới đúng không? Cứ nhấn giữ công tắc LED tiếp. Đó là dùng để đổi màu, nhấn giữ tiếp, đợi đèn chớp một lần buông ra. Đó là mình đổi hiệu ứng. Thì trên từng hiệu ứng khác nhau, các bạn sẽ thấy có những cái hiệu ứng là nó chạy một màu hoài, hoặc nó có những cái hiệu ứng là tự động nó đổi màu trên từng cái dòng chạy của hiệu ứng LED á. Thì các bạn muốn đổi màu cũng được, các bạn muốn đổi tốc độ cũng được, tùy các bạn thôi. Cái sử dụng hai công tắc LED là dùng để đổi màu. Lưu ý là đang ở phần hiệu ứng như thế này. Đây mình đổi sang hiệu ứng khác nữa nào. Đây hướng đèn bullet nha. Cái hiệu ứng nữa. Đó. Đổi sang hiệu ứng khác nữa. Đó. Rồi. Lưu ý các bạn là đang ở phần hiệu ứng như thế này nè. Các bạn bấm thắng sẽ không có tác dụng gì hết. Nó chỉ ưu tiên tín hiệu xi nhan mà thôi. Bây giờ bạn hiệu ứng đúng không? Các bạn mở xi nhan. Bởi vì tín hiệu xi nhan là tín hiệu quan trọng khi di chuyển trên đường, nên mình sẽ ưu tiên xi nhan. Đó bạn hãy rõ ha. Tắt xi nhan ra tự động sẽ trả về đúng cái phần đờ mi hoặc là đúng cái phần hiệu ứng trước đó. Trước khi mở xi nhan, đèn đang hoạt động chế độ nào nó sẽ trả về đúng chế độ đó. Mở xi nhan phía còn lại. Lưu ý nha, đang ở chế độ hiệu ứng mở xi nhan có tác dụng chưa bấm thắng sẽ không tác dụng bởi vì nó ưu tiên tín hiệu xi nhan. Đó là xi nhan bên trái các bạn ha. Rồi, mình tắt xi nhan đi. Mình đổi sang hiệu ứng mới nữa. Đó. Rồi mình thử đổi màu với đổi tốc độ cho bạn xem khi ở phần hiệu ứng nè. Bây giờ đổi màu trước đi. Đó không? Nhấn một lần rồi đổi màu, nhấn tiếp. Đó. Rồi bây giờ đổi tốc độ nè. Nó nhanh quá đúng không? Không thích đúng không? Đổi tốc độ. Nói chung là đổi màu và tốc độ theo ý thích. Đó thấy chưa? Rồi bây giờ mình bật sang hiệu ứng mới nữa. Chậm quá đúng không? Ok, mình chỉnh nó nhanh lên. Đó, không? Rồi mình chuyển sang hướng mới nữa. Đó, nó sang hướng khác rồi. Ok, sang hướng mới nữa. Rồi tiếp nữa, sang hướng mới nữa. Rồi khi mà các bạn nhấn đổi hướng mà các bạn buông tay ra, các bạn thấy đèn nó chớp ba màu, xanh dương, đỏ, xanh lá, các bạn thấy rõ ha. Thì đó là tín hiệu báo cho bạn biết đèn mình đang hoạt động ở chế độ luân phiên. Luân phiên là như thế nào? Là sẽ hiển thị lần lượt từng hiệu ứng một trên bộ đèn khi các bạn chọn chế độ hiệu ứng. Cứ hết hiệu ứng số 1 qua hiệu ứng số 2, hết số 2 qua số 3, nó vân vân, đầy đủ tất cả hiệu ứng. Rồi bây giờ các bạn không muốn chơi hiệu ứng nữa, các bạn muốn trả về đờ mi đúng không? Các bạn sử dụng công tắc LED đổi màu á, các bạn nhấn giữ lâu hơn nữa, đợi đèn chớp 2 lần các bạn buông tay ra là các bạn trả từng hiệu ứng về đờ mi. Rồi buông ra là trả về đờ mi đúng không các bạn? Đó. Vừa rồi là mình hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần Audi A9 với phần quả tiết đèn cùng với 6 bóng LED lốc cùng với hiệu ứng Angel Eye Display lắp đặt trên dòng đầu đèn cho đèn trước của dòng xe A-Block đời từ 2013 đến 2016, qua 2017 là cái đời đèn LED. Các bạn hãy tham khảo thêm nhiều video nhiều dòng xe khác tại Facebook hoặc là YouTube. Mọi thắc mắc tư vấn vui lòng gọi trực tiếp số điện thoại trên video hoặc liên hệ thẳng tại shop hoặc qua Facebook, Zalo số điện thoại này. Bên YouTube bên mình chỉ để video để các bạn tham khảo sản phẩm, vì hiện nay lượng video rất nhiều của các bạn, mình không thể nào trả lời xoẻ hết nên khả năng bị sót tin nhắn và comment của bạn. Có 4 cách để các bạn liên hệ tư vấn báo giá. Thứ nhất là qua số điện thoại trực tiếp trên video này. Thứ hai đến thẳng tại shop. Thứ ba là tại Facebook. Thứ tư là tại Zalo. Thời gian làm việc của shop là 9 giờ sáng đến 6 giờ 30 tối. Ngoài thời gian trên, các bạn hãy để lại tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Hôm sau bên shop làm việc sẽ là trở lại, sẽ liên hệ với các bạn và tư vấn báo giá các bạn. Mọi thắc mắc các bạn hãy liên hệ trực tiếp 4 cách trên. Và video đến đây xin kết thúc. Xin cảm ơn các bạn dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên những video tiếp theo. Và những anh em mới xa, các bạn có thể tháo rời chỗ đèn như anh chủ xe này, gửi lên shop và shop làm hoàn thiện gửi về cho các bạn lắp đặt lên xe. Mọi người xin cảm ơn và xin chào các bạn.